Đức Tân Hồng Y Lào nói, tôi đã từng bị Cộng sản giam cầm trong 3 năm. Một trong những vị được Đức Thánh Cha Francisco tấn phong Hồng Y hôm ngày 28 tháng 6 nói rằng, Ngài đã bị giam cầm bởi chế độ Cộng sản trong 3 năm. Đức Hồng Y Luis Maria Lingman Canekun, đại diện tông tòa của Bát Xá, Lào, cho tờ La Republica biết, tôi đã từng bị Cộng sản giam cầm trong 3 năm vì rao giảng tin mừng trong những ngôi làng nhỏ và trong các nhà tù mà không được phép của nhà cầm quyền. Ngài bị bắt vào năm 1984 vì tội làm công tác tuyên truyền cho Chúa Giêsu. Đức Hồng Y Linh lúc đó 40 tuổi đã bị giam cầm với xiềng xích trên tay và chân. Ngài tin rằng việc tụ tội của Ngài là cần thiết để hoán cải và thanh lọc Ngài cũng như những người khác. Đức Hồng Y Luis Maria Lingman Canekun sinh ngày 8 tháng 4 năm 1944 tại Lào thuộc tu hội Thánh Ý Thiên Chúa Voluntas Dei. Ngài hoàn thành các chương trình triết học và thần học tại Lào và Canada và được thụ phong linh mục vào ngày 5 tháng 11 năm 1972 tại miền giám quản tông tòa Viên Chăn. Bên cạnh tiếng Lào là tiếng mẹ đẻ, Ngài còn thông thạo tiếng Khmer, Pháp và Anh. Sau khi được thụ phong linh mục, Ngài chịu trách nhiệm về việc huấn luyện các giáo lý viên và phụ trách việc truyền giáo trên các vùng sơn cước của Lào, là hai nhiệm vụ cam go và đầy thử thách dưới thời cai trị của Ba Thết Lào. Năm 1975, Ngài được bổ nhiệm làm linh mục chính xứ và sau đó làm tổng đại diện miền giám quản tông tòa Viên Chăn. Ngày 30 tháng 10 năm 2000, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị bổ nhiệm Ngài làm đại diện tông tòa của Bát Xá và Ngài được tấn phong giám mục ngày 22 tháng 4 năm 2001. Sau gần 17 năm cai quản Bát Xá, miền đất này đã có gần 13.000 tín hữu công giáo với 6 linh mục giáo phận, 1 linh mục dòng, 12 chủng sinh, 9 tu huynh và 18 nữ tu. Ngày 2 tháng 2 năm 2017, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Ngài kiêm nhiệm giám quản tông tòa Viên Chăn.